Chuyển qua thêm một bản tin Việt Nam, thưa quý vị, tỉnh Hòa Bình xài tiếng Việt Bùi Hiền. Gần đây thì một trang web thuộc về tỉnh Hòa Bình ở tại Việt Nam đã chuyển qua để sử dụng một kiểu tiếng Việt rất là kỳ lạ, làm dấy lên câu hỏi là có phải tỉnh Hòa Bình đang thử nghiệm việc sử dụng loại tiếng Việt cải cách của giáo sư Bùi Hiền hay chăng? Thưa quý vị, chúng ta nhớ lại hồi tháng 11 năm ngoái thì giáo sư Bùi Hiền trong nước công bố một cái đề nghị việc cải tiến chữ viết quốc ngữ phần phụ âm dựa trên một công trình nghiên cứu khoa học mà ông nói là ông mất 40 năm nghiên cứu. Lúc đó thì dư luận phản ứng rất là dữ dội, là vì tiếng Việt mà viết cái kiểu đó thì chẳng còn là tiếng Việt, mà thậm chí là nó phát âm na ná như tiếng Tàu. Và mặc dù bị ném đá dữ dội, nhưng mà sau đó chỉ có 1-2 tháng, vào tháng 12/2017 thì giáo sư Bùi Hiền lại công bố gọi là phần 2 của công trình nghiên cứu cải cách tiếng Việt. Mà theo giáo sư Bùi Hiền thì phần thứ nhất đã công bố là mới chỉ đề cập cải tiến hệ thống phụ âm theo nguyên tắc là mỗi chữ cái biểu đạt một âm vị và mỗi âm vị có một chữ cái biểu đạt. Và trong phần thứ nhì thì giáo sư Bùi Hiền hoàn thiện nghiên cứu về nguyên âm của tiếng Việt, và ông còn nói mình tin là tiếng Việt sau khi cải tiến theo cái lối đề nghị của ông thì sẽ tiện lợi cho công cuộc hội nhập quốc tế và người nước ngoài sẽ dễ đọc tiếng Việt Nam. Thưa quý vị và thưa anh Khắc Hành, nay thì như bản tin này nói là có tin là trang báo mạng của Hòa Bình, tức là đây là cái tiếng nói chính thức của Đảng Bộ Việt Nam của tỉnh Hòa Bình. Thì đây có thể nói là một đơn vị chính thức của Đảng Cộng sản, Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam, dường như là đang thử nghiệm việc sử dụng loại tiếng Việt quái đản này. Thì có ý kiến quan ngại là dường như công cuộc Hán hóa Việt Nam đang bắt đầu qua việc loại bỏ chữ viết tiếng Việt. Vì một dân tộc nếu như không có chữ viết thì dần dà sẽ mất đi văn hóa, mất lịch sử và mất bản sắc dân tộc. Đây không còn là một cái dự án đề nghị của một người điên nữa, mà là đã trở thành một chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm đưa Việt Nam vào lệ thuộc Trung Hoa. Trong tương lai thì nếu như toàn nước áp dụng theo tiếng Việt cải cách kiểu này thì mai đây nền văn hóa dân tộc Việt sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ và mai một, và các thế hệ trẻ lớn lên trong nước sẽ không đọc, không viết được tiếng Việt như hiện nay, và kho tàng sách vở tiếng Việt cũng sẽ được xếp bỏ xó. Thì anh Khắc Hành nghĩ là đây có một phải là một điều mà đáng cho người ta phải lên tiếng báo động hay không, thưa anh? Ngày xưa khi mà chúng ta nghe tin là ông Bùi Hiền đề xuất ra một cái gọi là sự thay đổi của tiếng Việt đó, thì chúng ta cũng không có quan tâm lắm, là bởi vì mình nghĩ rằng đây cũng chỉ là đề xuất của một cá nhân. Thế nhưng mà bây giờ như Bích Trâm vừa mới kể đó, từ cả một cái đảng bộ của một cái tỉnh bắt đầu nó đưa ra giới thiệu cái đề xuất này thì mình cũng thấy làm nghi ngại. Và đồng thời mình nhớ lại cái chuyện là hình như có chương trình giáo dục tiểu học của Việt Nam bây giờ bắt gọi là một cái chương trình bắt buộc là phải học tiếng Tàu đó. Và khiến nó phải thực sự là cho mình phải nói chột dạ thật đấy chứ. Bây giờ chúng ta phải công nhận một cái sự thật như vậy. Ngôn ngữ của nước nào cũng vậy, nó cũng đòi hỏi cái sự gọi là cải cách thường xuyên, bởi người ta gọi là sinh ngữ mà, lúc nào nó cũng sống đó, nó phải thêm, phải cải tiến thêm. Và dĩ nhiên khi mà một cái đề nghị nào đó mà nó cải cách cái đất nước, cái tiếng Việt Nam nó trong sáng hơn, nó hữu hiệu hơn, hay là nó dễ đọc, dễ sử dụng hơn, thì cái điều đó là một cái điều mà rất là đáng hoan nghênh. Và chúng ta cũng phải công nhận rằng Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam suốt 100 năm nay nó cũng có những cái khuyết điểm đặc biệt của nó, như ông Bùi Hiền chỉ ra, thì quả nhiên là nó có nhiều cái phụ âm mà nó cùng làm cùng một nhiệm vụ mà người ta rất hoặc là rất là khó phân biệt, chẳng hạn như chữ C của mình hay chữ K của mình, nó giống nhau. Chữ D trên với chữ D dưới nó cũng giống nhau, hay chữ S với chữ X nó cũng giống nhau. Thì dĩ nhiên nếu mà nó bị khuyết điểm ở đâu thì chúng ta nghe ngay đó chúng ta sửa chữa thì nó cũng là cái điều hợp lý. Thế nhưng mà vừa hồi xưa chúng ta thấy là trong cái vấn đề phụ âm thôi đó, thì ông Bùi Hiền ông đưa ra nhiều cái thay thế mà dĩ nhiên là nó không hợp lý. Chẳng hạn như chữ âm ngờ NG của mình mà ông lấy chữ Q, tức là chữ Q đó, ông thay vào thì hoàn toàn nó là một cái sự xáo trộn, và nó đâm ra nó làm cho người ta còn rối rắm hơn xưa nữa. Thì chúng ta phải công nhận như thế này. Bây giờ chúng ta không có bàn luận nữa cái chuyện là cái đề xuất của ông Bùi Hiền nó đúng hay sai. Chúng ta chỉ cần
nhìn vào những cái thái độ, những cái phản ứng của người dân, nhất là của những người trí thức, những người làm về chữ nghĩa, hay là của những cái giáo chức, những nhà giáo dục, thì chúng ta thấy rằng ít, rất ít người gọi là ủng hộ ông, mà đại đa số đều là chống đối, bởi vì cái hệ thống mà ông đề xuất ra nó làm còn rối rắm hơn, và có lẽ là phải nói là khó khăn hơn trước nhiều. Và lại cái thứ hai, chúng ta phải thấy rằng cho tới hiện nay đó, cái chữ Việt cũ theo hệ thống cũ, lỗi viết cũ đó, nó vẫn còn làm tốt cái nhiệm vụ của nó là truyền tải tư tưởng rất là dễ dàng, và nó giúp cho người ta làm cái công tác viết văn nghệ thuật nó cũng trơn tru, chưa thấy một cái gì gọi là trắc trở. Thành ra có lẽ là chúng ta cũng chỉ coi như cái đề xuất của ông Bùi Hiền lần này, dù rằng nó được cả một cái trang mạng xã hội của một tỉnh nó đăng tải, nó giới thiệu, thì chúng ta cũng coi như là một sự thử nghiệm hay là một sự giới thiệu của một công trình thôi. Thì dĩ nhiên một những sự giới thiệu như vậy đó, nó sẽ phải được sự đánh giá của xã hội Việt Nam. Nếu mà đông đảo người mà không chấp nhận đó thì tự nó sẽ phải đào thải thôi, bởi vì không ai dùng. Thành ra có lẽ là chúng ta cũng không có nên lo ngại nhiều lắm. Sau đây kính mời quý vị theo dõi những thông tin của những cơ sở bảo trợ cho Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát.